Mình xài cái công ty cái mang của vi sinh của Âu Mỹ năm nay được khoảng 4 năm, khoảng 3 4 năm nay. Thì riêng cái BZ đó thì nói chung đó, khi nào mà tôm nó mình nuôi cái thời gian mà nó dài đó thì mình dùng cái đó nó rất hiệu quả. Cái là thứ nhất là con tôm nó ăn mạnh. Cái thứ hai nữa là cái đáy ao nó không bị dơ. Vào những ngày sau thì tôm rất khỏe, không bị nổi đầu. Theo cái thông thường cái quán tính của bà con thì thường thường mua mang về thì đại đa số là người ta cứ mì ăn liền là người ta đem tạc liền. Nhưng riêng cái BZ này theo cái kinh nghiệm của tôi á, thì ta nên là ủ mang với mặt đường á, thì ủ vào cái khoảng chừng lúc mà 1 2 giờ mình đem ủ rồi tới chiều thì cái khoảng chừng nếu chiều á, thì mình đem tạc cũng được, còn không thì cái khoảng chừng 8 9 giờ tối tạc sẽ được hạn chế được cái tảo tảo nó phát triển mạnh vào những ngày sau. Nếu một cái hũ 110 mấy gram này theo để cái liều lượng như thế đó, như tùy theo cái diện tích mà mình nuôi. Nếu mình nuôi mật độ hơi dày thì mình giảm cái ví dụ như để trong này là 10.000 khối nước, nhưng mình xài lại là khoảng chừng 5.000 khối nước, bị mình nuôi mật độ hơi dày hơn thì cái hiệu quả nó cao hơn. Theo mà mình ủ cái mặt đường với cái vi sinh xuống ao thì nó có cái hơi cái màu nó vàng, cái hơi hơi chua 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 chua, thì như vậy là cái hàm lượng mình thấy là nó cái hiệu quả nó cao hơn, hiệu quả nó cao hơn. Theo mang vi sinh này thì nói chung thì theo khuyến cáo thì mình xài trong thường thường trong mấy cái loại mang thì ta khuyến cáo là xài vào buổi sáng, sáng từ 7 tới 8 giờ. Nhưng cái mang này thì nếu mà về lúc gần cuối thì mình xài vào lúc tối nó hay hơn, để cắt tảo với cắt ba cái chất độc nó hay hơn. Thì riêng cái mang này, riêng cái mang này thì cũng tôi bán năm nay cũng 1 2 năm nay rồi, thì thấy bà con cũng xách cái lon ra để mà hỏi hỏi là gì. Có những cái ao mà ví dụ như ao mà người ta gieo tôm để người ta bán đó, thì mật độ dày đó thì nó đóng gông theo mé đó, thì người ta mua về hỏi là làm gì nó tạc đóng mé rất hay. So với các dòng mang khác thì mang này rất tiện lợi, là nó hiệu quả nó cao. Mình xài bị gì mình nuôi mật độ hay hay cao, so với cái thời điểm bây giờ mật độ hay cao thì xài mang này rất ok. Diệt khuẩn rồi khoảng ngày sau mình hãy xài mang. AOC chất lượng tạo niềm tin.